Em xin trân trọng kính chào quý khán giả và các cô chú bác thân mến cũng như các bạn thân mến nha. Chà, quên kiểm tra âm thanh để mình coi cái nha. Alo, 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 ok, âm thanh good. Các bạn biết không, bị một lần rồi tởn rồi cho nên giờ phải kiểm tra âm thanh. Trước khi làm là phải kiểm tra âm thanh đó các bạn, không thôi là nói cho đã luôn nguyên clip luôn, không có âm thanh. Thì hôm nay là, đó, sao kìa, sao đứt rồi. Hôm nay là ngày 10, wow, ngày 20 rồi, 20 tháng 10 đó các bạn. Hình như là ngày 20 tháng 10 ở bên Việt Nam là ngày của phụ nữ. Thì phụ nữ Việt Nam gì đó các bạn, thôi em cũng chẳng đem bên bên mày bên khi mà xem cái clip này là tức là ngày 21 tháng 10 bên Việt Nam rồi. Thì sẵn đây em chúng xin chúc các cô, các chị, các bác, các bà, các cụ một ngày lễ phụ nữ thật là đồng ấm và hạnh phúc nha. Nhất là phải vui vẻ. Mình vui vẻ thì mình sẽ có sức khỏe, mình có sức khỏe thì mình sẽ là trường thọ thôi. Hả không? Có sức khỏe là trường thọ, tại vì sức khỏe là cái tuổi thọ của mình mà các bạn. Thì còn mấy cái người mà người ta đang có sức khỏe mà ta đùng chết đó, thì cái đó là do tai nạn thì mình không có nói được, còn có sức khỏe là tuổi thọ đó. Thôi cũng như là đầu tiên, em mời quý vị khán giả một miếng cà phê. Mời anh ấy sắp qua tới đây rồi. Mời Bình Nguyễn, mời chị Yến Hồ, mời chị Huệ Nguyễn, mời anh Hoàng Sơn, rồi ai nữa ta? Nhiều quá. Ô, chị En Lu nữa. Ok, mời tất cả nha. Có gì khán giả nói mời không mà không thấy uống ở đâu á. Thì bảo bây giờ mình mời quan hình thì ai đang có cà phê thì cùng nhau uống với em nha. Ok, mời. Hôm nay em bé ở đây là cái hôm nay là nhân viên ở đây nó đổi mỗi ngày các bạn, thì hôm nay cái người nhân viên ở đây làm vừa đủ ngọt. Thêm hớp nữa nha các bạn, ngon quá. Ok, hôm nay là ngày thứ năm rồi, thì coi như là ngày hôm nay là ngày 20 tây, coi như là đại khái còn khoảng đâu ba bốn, bên Việt Nam thì còn 3 ngày nữa là đúng 3 năm, 3 năm cái ngày mà Tỉnh Thất Bồng Lai bị 50 người đột nhập vào đó các bạn. Tới buổi vừa buổi trưa buổi sáng và tới buổi tối tối luôn, họ đi vào tới 2 lần để kiếm con luôn các bạn. Thì bữa tối đó thì cũng có một số người đứng ở trước cửa, thì số người đó là bên nhà có người nhà của ông Thắng không các bạn. Thì đứng ở trước cửa đó thì có một cái đoạn video clip họ chia tiền với nhau ở trước cửa đó các bạn. Rồi sau đó thì bên trong thì có một cô áo xanh cũng đếm tiền xong rồi sau đó vào chỉ thầy Hoàng Nguyên rồi đòi tát người ta rồi tùm lum. Thì cái cô áo xanh đó, đó các bạn nhìn cái mặt rất là quen, thì em thấy em tưởng nhớ tới một người nhân vật bây giờ, nhưng mà có người bình luận có người nhắn em người đó không phải, nhưng mà em thấy cũng giống, nó cũng tương đối giống như khoảng 80-90% đó các bạn. Cái người mà đi vào đó mà mặc cô gái mặc áo xanh cái đêm đó đó mà vào định tát thầy Hoàng Nguyên đó, rất là quen mặt. Và các bạn còn nhớ cái ngày mà 24 tây tháng 9, thì lúc mà luật sư đi vào mà lúc đó là bị xét nghiệm cưỡng chế xét nghiệm ADN đó các bạn. Lúc mà mở cửa vào, luật sư đi vào có vô tình có một cái livestream mà luật sư quay trúng một người trong đó. Bước trước em có nói các bạn một người này rất là quen. Thì em đang tưởng nhớ đến một người này là cũng là quen thuộc thân cận với ông Thắng. Nhưng mà chưa có tìm ra được cái đoạn video mà rõ mặt cái người đó cho nên chưa có ấy được, nhưng mà em lướt sơ qua cái tướng đi đó các bạn, lướt sơ qua tướng đi và cái cách ăn mặc và cái mái tóc đó, thì một người này rất là thân với lại ông Thắng, rất là thân với ông Thắng nha các bạn. Thì em chưa có xác định được cái người đó, tại vì cái video đó nó còn hơi hơi mờ, nhưng mà nhìn cái tướng đi thôi, nhìn cái kiểu mặc đồ đó các bạn, mà lúc đó mặc đồ thường nha, không mặc đồ công an nha, thì đi ngang qua từ trong Tỉnh Thất Bồng Lai đi đi ra ngoài, thì lướt sơ qua thì em tưởng tưởng nhớ tới một người đó. Thì nhắc tới tưởng nhớ đó thì cái người nhân vật này đây cái thời điểm đó không biết chính người này hay không nha, nhưng mà thôi bây giờ mình nghe cái đoạn video cái đoạn ghi âm này đi nha, rồi cho các bạn biết ấy hơn. Tại cái clip hôm nay nó sẽ dài lắm nha các bạn, nó nhiều cái tình tiết ngày hôm nay lắm. Thì em muốn chia sẻ cho các bạn. Đâu rồi? Cách ly
Này, thì cái giọng của người này đây nè các bạn. Nhưng mà cô nói cho con nghe, hồi cái lúc đầu mà mấy thầy mà đi cách ly và từ cái lúc mà mới vừa là xe nó nhào lại tới là cô đã điện cho con rồi. Cô nói là mọi việc thì phải cẩn thận nha, nó tìm đủ một cách lấy máu. Con thấy ông khi mà còn ở trong cách ly đó, cô nói con biết không, vừa Đó. lấy máu hoàng nguyên nhất nguyên đồ xong rồi đó nghe. Đó, cho các bạn nghe tới đó thôi nha. Thì cái đó là một trong những nhân vật bí ẩn đó nha các bạn. Thì còn một cái đoạn video này rất là khá hấp dẫn, em muốn chia sẻ cho các bạn để em cho các bạn nghe nha. Để coi cái đoạn video đây 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 có rồi. Ok, thì bây giờ Cô nói cho con nghe. các bạn nghe nha. Cái này đây là một cái trong đây, trong cái đoạn ghi âm này nó có những cái tình tiết rất là quan trọng trong đó. Thì không biết cái người này là phải là cái người bí ẩn hay không nha các bạn. Em cười cười thôi chứ em không biết gì hết nha. Thôi bây giờ nha, bây giờ cho các bạn nghe hết đoạn những cái đoạn này và các bạn tự suy nghĩ nha. Cái đoạn ghi âm này rất là quan trọng. Thì trong cái đoạn này đây, lúc trước em có một trong hai cái clip nào đó có cho các bạn nghe nghe rồi, nhưng mà không nhớ rõ là trong cái clip nào. Thì bây giờ các bạn nghe và các bạn phải thương Diễm My thêm nữa, tội nghiệp Diễm My lắm các bạn. Nghe xong cái này mà phải đau nước mắt, đau phải nói là thối thối lòng luôn các bạn, đau dữ lắm. Thì bây giờ các bạn nghe nha. Bây giờ em mời các bạn nghe đây, chạy nó chạy mất tiêu rồi. Chờ 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 đâu chờ đây 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 Cô nói cho con nghe, đây nha. cô thấy Đó. làm càng lúc á, là con bé Diễm á, cô thấy bây giờ cô không biết nó đi đâu, nó đưa đi đâu luôn. Cái khúc này đây đó là những cái thời gian mà 8 tháng mà Diễm My bị nhốt ở trong nhà ông Thắng đó nha các bạn. Thì có lúc ông Thắng đưa Diễm My đi đây đưa đi đó, nhưng mà nghe tiếp nha. Cái này đó là vào cái này được ghi âm vào ngày tháng cuối tháng tháng 9, ngày cuối tháng 9 năm 2020 đó bạn. Tức là trước khi mà Diễm My lên clip ngày 31 tây tháng 10 nha các bạn. Năm 2020, cái này là coi như là cả tháng trước khi mà Diễm My lên clip tố cáo ông Thắng nha các bạn. Clip đầu tiên á. Bây giờ mình nghe tiếp nha. yêu cầu mà nhốt nó hoài thôi mà đem nó ra được là nó sẽ đứng ra nó tố cáo luôn, tại vì á bữa nay cô nói thật sự luôn, tại vì cô cháu của cô đó là con gái cô, không có muốn nói sâu vấn đề từ lâu nay cô nói tôi cũng giấu giếm, cô không muốn nói ra. Cô nói cho con nghe là đây, cái điểm này mới là quan trọng này nha các bạn. Thì giống như cái phần đầu hồi nãy cô này có nói đó, bà này có nói đó là khi mà Diễm My mà thoát được, Diễm My sẽ lên tố cáo nha các bạn. Là chính xác là gì, tới ngày 31 tây tháng 10 Diễm My thực sự đã lên tố cáo nha các bạn. Bây giờ mình nghe tiếp nha. Cái này mới là cái quan trọng đây nè các bạn. Nó đó, cái này mới là cái quan trọng đây. Nhiều lần đầu nhưng mà nó làm không có được chuyện bé hết trơn á, rồi nó chục á, nó cũng bỏ nhà nó đi nhiều lần chứ không phải là một hai lần, mà thật sự á là không phải á, nó tính nó tu hồi nhỏ đâu, nó đi học tới nơi đến chỗ rồi, nhưng mà giờ thằng Thắng làm vậy. Nhưng đúng rồi, Diễm My học rất là giỏi nha các bạn, hình như là đang học đại học ở trường Hoffman hay gì đó, không biết các bạn còn nhớ cái vụ đó không. Hỏi con á, Học rất là giỏi. Con à, mà nó nói với đây nè các bạn nghe đây nè. Đó. Tức là lúc mà bà Mai này bà đi công tác hay đi làm gì đó thì ông Thắng ở nhà cái gì vậy vậy đó, giống như là Diễm My đã tố cáo trên trên clip ngày 31 tây tháng 10 đó nha các bạn, y hệt như vậy luôn nha. Mà cái này là đã cái này đã được thu lại trước khi mà Diễm My lên clip nha các bạn. Tôi bức xúc là cho nên nó nói mấy là nó nói với mai mai không đó. tin, bởi nó buồn quá nó mới bỏ nhà nó đi, cái đi lại nhà bạn bè nó ở 3-4 ngày gì đó, rồi á là con mai ở nhà bắt đầu á đi tìm đi kiếm nó, con mai nó cũng có tức là Diễm My bỏ đi mấy lần rồi nha các bạn. Chịu nổi cái gì rồi á, yêu cầu như vậy xong rồi 3-4 lần vậy, nó bức xúc nó buồn quá, nó nói nó ở tránh được ngày nay cũng không tránh được ngày mai, tránh lần này cũng tránh được lần khác. Cô nói cho con nghe phải chi á, nghe đây này, quan trọng nè các bạn. Là đây là cái bí mật cho con gia đình tôi, phải chi thật thật con đi, cô nói là làm cái gì con Diễm My á thì cô không nói đi, gọi là ngày thằng Thắng nó làm như vậy đỡ hỏi con, nó bức xúc lắm, nó buồn
ra các bạn nghe chứ con kiến cũng không lọt vào, tức là chật, rất là câu nói rất là chật chẽ, là nhốt trong phòng đó các bạn, rất là kín đáo luôn các bạn. Nó nghe tại mình đọc chữ nói là nói chung không, thành ra mình nhốt muốn chết. Và bây giờ cuối cùng cái ngày bữa đó bù điện cho con đó là 2 giờ trưa, còn nhớ rồi ông biết cái kêu luật sư sao không biết, cái bắt đầu luật sư mấy ngày trước á thì cứ mở ba cái video coi này ok kia rồi á, nói là thôi chị là cái này là âm chính chắc rồi này kia kia nọ, cái video nhỏ tố cáo lên mạng nói gì giờ sao nó đó bây giờ á. Tức là cái lần đầu tiên mà Diễm My tố cáo, tức là vào sau khi cái ngày mà ngày 20 ngày 12 tháng 12 năm 2019, Diễm My bị đưa lên từ đồn công an về nhà đó các bạn, trên chiếc xe cấp cứu có thương gì đó đưa về nhà. Thì sau đó khoảng đầu ngày 15 ngày 16 tây thì Diễm My đã lấy được cái điện thoại của ông Thắng và đã đưa lên, gỡ những cái đoạn đó đó, đưa bên tỉnh thất bồng lai và đăng lên trên mạng để mà cầu cứu. Thì lúc đó đó ông Thắng đã quản hồn, cả ông Thích Thiện Tài cũng nói là quản hồn rồi, cho nên bây giờ phải kiếm luật sư để mà coi xem xét cái vụ việc đó như thế nào và sau đó kế tiếp như thế nào, thì các bạn đã xảy ra như thế nào thì các bạn cũng đã biết rồi phải không? Bây giờ mình nghe tiếp. Ông làm gì làm yêu cầu á, mà từng có kết pháp lịch, từng có ở tù này kia nọ, cũng như là cái vụ kiện 10 á quá còn một. Con thấy ông cô đã nói với con từ đầu rồi, với luật sư tự nhiên bài cho đó nói là sẽ không tức tốc. Những cái khúc sau là rất là quan trọng, cho nên em chỉ cho các bạn nghe tới đó thôi nha. Ok, thì cái nhân vật bí ẩn này đây là đã nói lên những cái điều mà phải nói là đã xảy ra sau khi bà ta nói. Thì chẳng hạn như cái điển hình như là gọi lấy máu nha các bạn, quả thực có lấy máu. Và các bạn cũng biết cái ngày lấy máu đó là lần đầu tiên lấy máu đó là vào tháng 7 ngày sau khi cái ngày được cưỡng chế cách ly là tháng 7 ngày 25 năm 2020 đó các bạn. Thì cái tình tiết đó rất là quan trọng phải không? Thì hồi nãy bà ta nói là về Diễm My bị nhốt, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nghe bên phía Diễm My nói. Khi mà Diễm My nói tới đâu em giải thích tới đó nha các bạn. Tại vì cái này tình tiết rất là dài. À, có cái phần này là trước khi em nói, tao nói tiếp đó, thì các bạn còn nhớ. Em còn nhớ ngày hôm qua là có một cái clip nào đó luật sư nói là có ai thấy được cái chiếc xe cấp cứu hay không. Thì em có một cái đoạn video ngắn đây, thì hy vọng sẽ giúp được nhưng mà không có xác thực được nha các bạn. Thì hy vọng các bạn xem thử rồi các bạn phán thôi cái này có phải là chiếc xe cấp cứu hay không nha. Đây là cái đoạn video đây là các bạn. Đó. Các bạn nhìn chiếc xe ở đằng sau đang chạy ngang qua. Em làm chậm lại cho các bạn, đó nhìn chiếc xe đằng sau nha. Đằng sau, đó, đó xe đó đó. Đó, đó xe đó đó. Đó, chiếc xe đó đó là một trong những chiếc xe, có phải là chiếc xe cấp cứu mà đã chở Diễm My đi hay không các bạn. Chạy ngang qua thì ai mà biết được chiếc xe đó xe gì đúng không? Nhưng mà đã thấy được cái màu xe đó, đó là màu trắng đỏ đỏ, trắng với đỏ nha các bạn. Thì bây giờ mình xem lại cái đoạn này các bạn để ý nha, có phải là chiếc xe cấp cứu hay không nha. Bây giờ mình xem lại nha, đây. Đây nè các bạn xem lại nha, đó, để ý nha. Đó, có chiếc xe sau lưng bà Cúc á. Đó, đó. Không biết chiếc xe này có phải là chở Diễm My hay không thì mình không có biết được. Đó. Không biết được nha các bạn. Nhưng mà cái bảng số á, thì zoom lại đó thì nó không có thấy rõ. Nhưng mà sẽ tìm cách để làm rõ hơn nữa để coi như thế nào. Thì đó là cái đoạn video mà cái xe cấp cứu hay là xe gì đó, xe chở thương gì đó, xe chở thương cao cấp gì đó ai biết, đã đi chạy vào cái ngày tháng 12, ngày 12 năm 2019 đó các bạn. Thì đó là cái phần mà luật sư hôm qua hình như tìm coi có manh mối gì về chiếc xe cấp cứu hay không đó. Thì đây là một cái manh mối, có thể là một cái manh mối nha các bạn. Các bạn thấy em có nhiều bằng chứng không? Quá trời nhiều luôn phải không? Nhiều riết mà điên cái đầu luôn các bạn. Tại khi mình sâu chuỗi là cái này đó, tốn rất là nhiều thời gian và rất là mệt cái não lắm các bạn. Tại vì cái chuyện này đó đã xảy ra cả 2-3 năm về trước rồi. Thì khi mà nhắc tới cái gì mình mới nhớ thôi, chứ tự nhiên đùng cái nhớ đâu được gì mày, đâu phải gì các bạn. Thì bây giờ mình sẽ nghe Diễm My nói về những cái vấn đề đó. Và trước khi mà nói đó, hôm qua em có đọc cái bình luận thì tí nữa em cho có đọc cái bình luận mà nói là thằng Giang cắt ghép cái giọng nói của Diễm My đâu, cái thật sự cái đó không phải thằng Giang nó làm, mà là cái cắt ghép đó đó là của một cái kênh rất là thân cận với ông Thắng.
cái kênh này đây á là đã từng tới nhà ông Thắng để mà quay cái phòng Diễm My, đã đăng lên cái đoạn video ghi âm cái cắt ghép đó, nó là nói là Diễm My vu khống cho thầy ông nội với mấy thầy trong Thiền Am gì đó, thì cái đó là cắt ghép được đăng lên vào sau khi mấy thầy bị bắt vào tháng 1 ngày hình như ngày 17 tây hay ngày 16 tây năm 2022 đó các bạn. Được một tên YouTuber này đăng lên, và ông Giang này, Giang Phản Phúc này đã lấy và đăng lên trên TikTok hay gì đó thì em không biết, thì nghe khán giả nói vậy thôi chứ không nghe, nhưng mà biết cái đoạn game đó đã xuất hiện trên mạng cách đây 9-10 tháng về trước rồi nha các bạn, sau khi mà mấy thầy bị bắt đó. Thì bây giờ tí nữa em sẽ cho các bạn nghe cái đoạn game cắt ghép đó. Thì bây giờ mình sẽ nghe Diễm My nói, rồi em khi mà Diễm My nói tới đâu em sẽ phân tích cho các bạn nghe tới đó nha. Bây giờ mình nghe đây. Đó, thì cái phòng ngủ đó là ông Thắng đã khóa chặt lắm nha các bạn, không thể nào mà ra được. Thì đó là cái lý do mà nhà Diễm My nói là giống như bị nhốt trong bốn vách tường là như vậy đó các bạn, bị nhốt trong cái phòng ngủ của Diễm My, và cái phòng tắm đều bị phá. Bây giờ mình sẽ nghe tiếp nha. Đây, các bạn nghe đây nha, giống như cái lời cái cô nãy nói không bị nhốt, con kiến cũng không lọt. Bây giờ cái cửa nhà tắm bị phá, bây giờ bắt cần nghe Diễm My nói nha. Tại sao tôi lại phải sống trong cái cảnh bị giam cầm như thú vậy trời? Quý vị biết không, cái cửa nhà tắm của tôi, ba tôi đã đập bỏ chốt khóa. Tôi đang tắm, ổng muốn vô lúc nào là vô. Nửa đêm 12 giờ khuya, tôi đang ngủ, ổng muốn vô giờ nào là vô. Quần xì, áo ngực, băng vệ sinh tôi để trong túi xách riêng của tôi. Họ muốn lục lúc nào là lục, muốn lấy cái gì là lấy. Ok, thì bây giờ Diễm My nói rằng cái buồn tắm bị khóa, ông bị nhốt trong cái phòng của Diễm My. Bây giờ em sẽ chứng minh cho các bạn thấy những cái điều đó có thật nha. Em coi em để ở đây hay đâu. Ok, bây giờ mình coi nha, em sẽ chứng minh cho các bạn nha. Thì trước tiên hết, Diễm My nói rằng là Diễm My bị nhốt trong cái phòng ngủ biến thành cái nhà tù. Thì bây giờ bắt bạn xem đây. À, cái này là không có tiếng. À, ok. À, bây giờ các bạn xem cái đoạn video đây nhé. Lúc này là ông Thắng bước lên lầu. À, lúc này ông Thắng bước lên lầu nha. Có tiếng nè bạn. Đó. Đó là cái phòng của Diễm My đó các bạn. Đó, phòng của Diễm My đó. Đó, mở vô. Đó, cái đó phòng của Diễm My. Ok, thì các bạn thấy cái phòng của Diễm My rồi phải không? Coi hết đi. Đó, phòng Diễm My đó. Tí nữa em sẽ phân tích cái phần này cho các bạn nha. Đó. Đó. Thì bây giờ em sẽ cho các bạn coi lại và em phải phân tích từng cái giai đoạn này cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình coi lại đây, cái phần này làm tắt đã tắt tiếng. Thì lúc này là ông Thắng đã bước lên lầu phòng của Diễm My, giống như hồi nãy em cho các bạn nghe tiếng đó là phòng của Diễm My phải không? Thì bây giờ các bạn xem đây. Đây là phòng của Diễm My và chỉ có một, để ý cái chìa khóa nha các bạn, chỉ có một cái chìa khóa duy nhất thôi. Đó, ông Thắng mở. Cái này chỉ có bên ngoài mở vô thôi chứ bên trong mở ra không được nha các bạn. Bên ngoài mà dặn chìa khóa rồi bên trong không có cách nào mà để mà ra. Thì các bạn xem đây. Đây cái ổ khóa đó. Đó, ổ khóa đó các bạn. Chỉ có một cái chỗ mở duy nhất thôi các bạn, để ý bên trong không có thể nào mà ra ngoài được. Đó, không có cái chỗ để mà mở dặn bên trong bên trong để mà mở ra. Chỉ có dùng bằng chìa khóa mới mở được thôi nha các bạn. Đó, một cái chìa khóa đó thôi mở ra bật ra nè. Đó các bạn coi đây nè. Một chìa khóa bật ra. Đó, bật ra đó. Thì khi mà bên ngoài mà khóa rồi đó là bên trong không có cách nào mà đem ra ngoài hết nha các bạn. Đó, cái chìa khóa đó. Cái video clip này em đã làm một năm mấy về trước cho các bạn xem rồi, nhưng mà bây giờ em làm lại cho khán giả hiểu biết thêm là coi Diễm My có nói thiệt hay không. Đó, cái chìa khóa đó các bạn thấy đi, không có mở ra được. Thì khi mà bên ngoài dặn bụp là bên
bên ngoài mà dặn rồi đó là bên trong không có cách nào mà để mở ra được hết các bạn. Thường thường nhà của chúng ta đó là chúng ta có một cái ổ khóa, đúng không? Mình mở, mình khóa bên ngoài và bên trong vẫn mở ra được. Đó, các bạn xem đây, từ từ xem đây. Đó, cái đó cái cửa phòng của Diễm My đó các bạn. Đó. Chỉ có một cái chìa khóa bên ngoài mở một cái là bên trong không bao giờ mở ra được nha các bạn. Đó, cái đó là cái cửa chính của phòng còn của Diễm My. Đó là cái cửa chính đó. Và bây giờ mình sẽ coi tới cái phòng tắm có đúng theo lời của Diễm My nói hay không à. Diễm My hồi nãy nói rằng đó là cái buồng tắm bị phá hư nha các bạn, cái chốt cái phá buồng tắm bị phá hư. Bây giờ tới khuyên mình xem cái buồng tắm của Diễm My nha. Em coi cái nào có tiếng thì em cho các bạn coi trước. Cái này có tiếng không đây? Đây. Đó phòng tắm đó nha các bạn. Bây giờ mình coi lại nha các bạn. Đây, coi có ổ khóa bị khóa không nha. Đây là phòng của Diễm My. Nè các bạn coi cái lưỡi gà nè, bị kẹt ở trong đó, bị mất cái lưỡi gà trong đó, không thể nào mà mở ra được. Thường thường cái ổ khóa dặn á là phải có cái lưỡi gà, đúng không? Để giờ cho lưỡi gà chạy vô để mà giữ cái khóa lại. Khi mà mình tắm mình bật cái chốt thôi và bên ngoài không vô được. Nhưng cái tình trạng này cái cửa này đã bị phá bể và cái ổ lưỡi gà cũng không có, các bạn thấy có cái bị đập hay không? Cái đầu bị đập đó. Đó. Bị đập đó, cho nên không thể nào mà lúc bút tắm á, bên ngoài vẫn đi vô trong bên trong được nha các bạn. Nè các bạn thấy chưa, cái ổ lửa gà đã bị phá đó, thấy không? Thì các bạn thấy đó, là Diễm My đã nói là cái phòng tắm của tôi ổng đã phá, đó là sự thật nha các bạn, cho nên không thể nào chối cãi được. Thì hôm qua em có nghe mấy vị luật sư nói là không biết không xác thực được những cái chuyện Diễm My nói, thì hôm nay những cái chuyện khác, chuyện xe cấp cứu hay gì đó thì mình chưa có xác thực được, phải đúng không? Nhưng mà cái chuyện mà Diễm My nói rằng là nhà của Diễm My bị nhốt trong cái phòng và cái ổ khóa bị phá, cái ổ khóa mà buồng tắm bị phá là thật, là có thật nha các bạn. Đó, cho các bạn xem cái phần đó rồi. Bây giờ mình sẽ nghe tiếp Diễm My nói tiếp nha. Em sẽ cho các bạn nghe từng đoạn. Okay. Cái phần này đây đó là cái phần mà bên tụi nghĩa địa đã cắt ghép cái giọng của Diễm My để mà đổ oan cho bên Thiền Am đó nha các bạn. Thì bây giờ các bạn nghe, em cho các bạn nghe cái đoạn ghi âm mà ở bên này, phút số mấy đây, phút 2, phút số 3, 30, ok. Thì tí nữa em bấm phút để tí nữa em nghe lại. Thì cái bên nghĩa địa đã đăng lên cái đoạn ghi âm cắt ghép từ cái khúc này, trích từ cái khúc này ra nha các bạn. Bây giờ mình nghe sự cắt ghép ở bên nghĩa địa nha. Đó, tức là lúc đó là Diễm My nói rằng đó là ba của cô ta không có nhân tính nha các bạn. Nghe tiếp nha. Chỉ có ngu như chó giống như tôi vậy. Đó, các bạn còn nhớ cái phần mà Diễm My nói tôi ngu như chó không, là tôi bị như vậy đó, các bạn nhớ không? Rồi họ cắt ghép từng đoạn để mà thành một cái clip. Đây, cái khúc mà bịa chuyện nó láo này nha các bạn. Nghe này, mấy bạn nghe lại nha. Ok, thì các mình nghe tới đó thôi nha. Những cái này là điều cắt ghép từ cái clip mà Diễm My nói về ông Thích Nhật Từ nha các bạn. Thì bây giờ mình nghe bên Diễm My nói đây. Thì bây giờ mình nghe lại coi Diễm My nói về cái phần đó nha các bạn. Bây giờ mình nghe đây. Nói coi, 2 phút 59 phải không? Ok.
Mà cái khúc hồi nãy Diễm My nói bên clip kia đó là họ cắt ghép từ bên đây, giờ họ ghép vô nha các bạn, nghe đây. Lần luôn, thầy tới gặp ba tôi để làm chi, để làm cái gì? Rồi mỗi lần thầy tới, ba tôi sẽ cúng dường cho thầy một cọc tiền đó thầy. Chứ chẳng lẽ để thì về không? Ba tôi không cúng dường cho thầy, thì dễ gì mà thầy chịu làm mọi cho ba tôi? Dễ gì mà thầy chịu làm trái luật pháp? Đó. Tôi bị bắt cóc hay không thì làm sao thầy biết? Thầy có đến hỏi tôi chưa? Này. Về chuyện, tại sao chuyện không thầy đã có? Đây là biệt chuyện. Tôi chưa, mà tại sao thầy dám lên mạng nói tôi không bị bắt cóc? Tôi chưa nói cho thầy nghe một câu nào mà. Mà tại sao thầy dám nói? Thầy bịa chuyện hả? Tại sao thầy tu mà thầy dám bịa? Các bạn nghe nha, tại sao thầy tu thầy dám bịa chuyện thì họ đã cắt những cái khúc này và ráp vô cái khúc mà chửi đó thầy, chửi đó, cho nên họ đăng lên trên mạng đó là Diễm My chửi thầy ông nội. À các bạn thấy chưa? Tại sao chuyện không thầy đã có? Đó. Chuyện có thì nói không. Tiền cúng dường của ba tôi làm cho thầy mờ mắt rồi hả? Dám nói tôi không bị bắt cóc, nói tôi sống hạnh phúc ở nhà, sống trong chăn ấm đệm mang, mà trong khi á tôi đang phải sống như chó, bị giam cầm như thú. Thầy xảo trá. Đó, sao thầy tu thầy xảo trá, họ cắt những cái khúc này mà họ ghép vô bên kia nha các bạn. Bịa chuyện, nói láo không biết ngượng miệng. Tôi hỏi thầy tới gặp ba tôi để làm chi? Tôi sống với ba tôi 20 mấy năm nay, tôi đâu có thấy thầy tới nhà tôi Minh Thiện xuất hiện trên cái đế phóng sự nữa. Bây giờ tới quyền thầy ông Minh Thiện nha các bạn. Thầy tu mà thầy nói tầm bậy tầm bạ. Thầy nói tôi đi tu mà không được sự đồng ý của ba mẹ tôi là tôi sai. Tức là Diễm My nói đó là Đức Phật hồi xưa lúc mà thờ mà Đức Phật làm Thái tử đó là cũng muốn đi tu, nhưng mà ba cha của Đức Phật không cho nên Đức Phật đã lén để mà ra đi để mà đi tu đó các bạn. Tại hồi đó ông Phật giữa khuya trốn cha trốn mẹ bỏ hoàng cung mà đi tu đó. Vậy là ông Phật cũng sai giống như tôi phải không? Vậy tức là thầy cũng đang chửi ông Phật phải không? Ông Phật mà đứng trước mặt thầy chắc cũng tán cho tôi hả? Thầy thấy không? Thầy có ở đó không mà thầy nói ông Lê Tùng Vân gạo đầu cho tôi hả? Thì cái chữ Lê Tùng Vân đó là cắt ghép vô nha các bạn. Thầy không thấy, làm sao mà thầy dám nói? Tức là ông thầy Minh Thiện, ông đổ thừa là ông Lê Tùng Vân đã cắt xuống tóc cho Diễm My, nhưng mà thật sự Diễm My đã xuống tóc tại Vũng Tàu nha các bạn. Tại sao thầy tu mà thầy bịa chuyện đó? Đó, họ cắt ghép những cái khúc này họ ráp cho thành một cái clip là chửi thầy ông nội nha các bạn. Mà đạo đức của mấy thầy còn thua cả mấy học trò trong chùa của mấy thầy. Tôi cơ bằng thằng rồi. Đó, thấy chưa? Đây nè các bạn nghe lại nha. Tôi thấy nhục nhã lắm. Nhưng mà theo luật nhà Phật thì tôi cơ mấy thầy bằng thầy. Chứ nếu mấy thầy không tu là tôi cơ bằng thằng rồi. Chứ cái thứ tu mà bịa chuyện đó các bạn thấy chưa, họ cắt cái khúc, những cái khúc này họ ráp vô, cho nên cái khúc khán giả bình luận vào em á nói là cái cáo tử tham á đăng lên trên TikTok hay gì đó là những cái clip này họ cắt ra nha các bạn, và cắt ra được đây 9-10 tháng về trước rồi chứ không phải mới đây. Trời, tôi như vậy tôi không có bằng thầy đâu. Tôi tu ở đâu là cái quyền của tôi, cái chỗ mà mang lại niềm vui, mang lại hạnh phúc cho tôi, giàu là chỗ đó tu tại gia. Nhưng nếu người ta giỏi, người ta đạo cao, người ta có thể dạy cho tôi những điều mà trong chùa dạy tôi. Thầy Hoàng Nguyên rất là giỏi, đào tạo những đứa bé giỏi, đào tạo cô Huyền Trân đi thi việc nhí đó các bạn. Người ta, kể cả người ta có thể dạy cho tôi những điều mà ở trong chùa không hề biết để mà dạy tôi được, thì tôi chọn tu đó là phải rồi. Sao lại cấm tôi? Chứ tôi không có thể nào tu trong cái ngôi chùa lớn của ông thầy Thích Nhật Từ. Không, là một ông trụ trì mà đi nghe lời ba tôi
giết chết cuộc đời tôi, ác đức quá. Làm sai trái luật pháp, rồi đòi trù dập người ta, tiêu diệt người ta hay sao? Tôi đâu có thể chọn nơi đó để tu được. Tu đó, chừng nào... Đó. Diễm My đang nói về ông Thích Nhật Từ nha các bạn. Cho nên các bạn thấy Thích Nhật Từ chỉ vì chữ ngu như bò thôi mà cũng đem đơn kiện người ta ở tù, tổng cộng sau 6 người là 23 năm 6 tháng tù đấy các bạn. Mấy đắc đạo trời. Hay là tôi thành quỷ luôn. Như vậy là Diễm My chữ đúng không các bạn? Tại sao mấy thầy á luôn dạy người ta là phải thật thà, lời nói phải chân chánh, ý nghĩ phải đàng hoàng, mà mấy thầy mở miệng ra là nói láo. Các bạn nghe chưa? Những ông Nhật Từ ông lên ông cũng thuyết pháp về những cái tình cảm vợ chồng là tình dục như đó các bạn. Cho nên không biết sao mà không biết được những cái chuyện đó mà ông là đi tu đó nha các bạn. Hết nói láo cái này, tôi nói láo cái kia không vậy. Mai mốt á, lời mấy thầy dạy, làm sao Phật tử còn tin mấy thầy được nữa? Sao mấy thầy tu mà mấy thầy không cứu người? Đó, thấy chết không cứu các bạn, tu mà thấy chết không cứu mà còn đi kiện cho người ta ở tù nữa các bạn. Đã vậy càng nói sai sự thật để cho tôi chết thê thảm hơn nữa hả? Ôi đất, càng ngáp như người tu tại gia sống hiền lành đạo đức là sao không mấy thầy? Ủa mấy thầy, theo tôi á, theo tôi biết là đạo Phật khuyến khích người ta tu tại gia, mà mấy thầy, mà mấy thầy cũng khuyến khích người ta đó, tại vì bên Thiền Am có rất là nhiều người nổi tiếng trong đó. Thứ nhất là Huyền Trân, thứ hai là Hoàng Nguyên Nhất Nguyên, coi như là ba người rồi các bạn, và năm người chú tiểu nữa, tức là rất là nổi tiếng về thi thích thức danh hài đậu hai kỳ luôn nha các bạn. Cho nên có thể Diễm My nói đúng, đó là cái sự ghen ăn tức ở. Và ông Thích Nhật Từ này, ông muốn Thiền Am phải gia nhập vào Phật giáo mà thầy ông nội không muốn gia nhập. Không muốn gia nhập cho nên đã quay đầu lại, quay xe lại để mà hạ bể Thiền Am đó các bạn. Thật có vậy mấy thầy như vậy không? Trời ơi, tưởng gì đi ganh tị với những đứa con nít có mấy tuổi, 3-4 tuổi nổi tiếng. Các bạn còn nhớ cái đoạn cái video mà Đức Tâm lên thuyết pháp hay không? Đức Tâm lên thuyết pháp đó, rồi sau đó ông Từ hình như ông tức về cái vụ bé Đức Tâm lên thuyết pháp đó các bạn. Cho nên sau đó ông đã hình như ông đã lấy một cái đoạn video clip đó ông đăng lên Facebook và ông đánh bản quyền thì phải. Hình như em nhớ có một cái là ông lấy của Thiền Am, ông đăng lên để ông đánh bản quyền ngược lại Thiền Am đó các bạn. Cái chiêu đó là rất là tồi tệ. Lấy bản quyền của người khác đem về của mình và đi kiện người ta đó, nói là cái đó là sản phẩm của mình. Bỏ tay chưa các bạn? Hình như em nhớ có cái vụ đó. Không biết còn ai còn nhớ không ha. Mà mấy chú tiểu lại là, mà mấy chú tiểu làm rạng danh Phật giáo, đưa danh dự của đất nước lên, làm nở mày nở mặt nước Việt Nam. Tại sao mấy thầy làm lớn như vậy? Mấy thầy là đại diện cho cả Phật giáo mà mấy thầy dám làm những hành động trái đạo đức, làm mất uy tín đạo Phật, làm bại hoại đạo Phật, làm nhục nhã đạo Phật như vậy. Đó, các bạn thấy chưa? Diễm My nói ổng thậm tệ luôn, nhưng mà ổng không làm gì hết. Nhưng mà trong khi đó, thầy Hoàng Nguyên chỉ nói lời cái câu là thầy của tôi nói ông Thích Nhật Từ ngu như bò, như vậy mà cũng dính vô cái tội tù đó nha các bạn. Còn Diễm My chửi ổng thậm tệ luôn, mà ổng không có làm gì hết. Vì sao? Tại vì đồng tiền có thể bịt miệng phải không các bạn? Giờ mình nghe tiếp nha. Nãy giờ mình nghe việc chửi đã đó không? Bây giờ mình coi tới cái phần tiếp coi nha. Có chút gì nhớ? Dạ, người ta có công bố rõ ràng cho cộng đồng biết, cho toàn thế giới biết là
ông Thích Nhật Từ cũng là tuyên bố, năm 2017 đã tuyên bố rằng mấy người này là không có trong Phật giáo và cũng là người tu tại gia, cho nên có quyền xuống tóc và có quyền đi hát và có quyền đi thi thể hình đó các bạn. Người ta giấu cho mọi người hiểu lầm là người ta tu trong giáo hội đâu. Mấy thầy thử hỏi bất kỳ một người nào trong nước Việt Nam là Việt Nam tu tại gia hay là tu trong giáo hội thì người ta sẽ trả lời cho mấy thầy biết mà. Người ta sống theo tấm gương từ bi của Phật, người ta sống theo những lời dạy đạo đức tốt đẹp của Phật, thì điều đó thầy Thích Nhật Từ thích minh thì càng khuyến khích chứ. Chứ tại sao lại đi chuồng nhầm người ta? À, bị Diễm My chửi quá trời rồi. Để em coi có khúc khác không. Này. Cầm điện thoại quay vào cái khúc này mới là quan trọng nè các bạn. Là những người lớn tuổi hơn tôi. Có lần ba tôi cầm cây gậy sắt đánh tôi, đánh mất cây gậy sắt bị cong. Đó, tức là Diễm My đã bị cưỡng chế và bị đánh luôn cây sắt mà bị cong luôn nha các bạn. Cái này đó là một cái hành vi phải nói là đánh người trái phép luôn nha các bạn. Thì mình nghe tiếp nha. À các bạn nhớ chưa? Như vậy là đã lòi ra rồi chứ gì? Là ông Thiện Đạt đã nói sai sự thật. Tức là ông Thiện Đạt đã có lần có lên clip có nói một câu rằng là khai tâm khai là Diễm My núp ở trong đó. Như vậy là ông Thiện Đạt này thuộc loại người nói láo luôn rồi. Chính Diễm My cho nên ông cái câu này của Diễm My không đó là đã kết nối được rằng đó là ông Thiện Đạt và ông Thắng đã cấu kết nhau từ lâu. Thì lúc đó đó là ông Thiện Đạt nói là khai tâm nói là Diễm My trong đó đó nhú núp ở trong cái lũ gạo á các bạn. Như vậy thì giống như cái câu này thôi, là Diễm My nói là ông Thắng ép Diễm My nói rằng là lúc cái ngày 50 công đồ đó là Diễm My có ở đó nhưng mà bị nhốt không có cho ra đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình nghe tiếp nha. Đó, để ép kêu ông Thiện Đạt lên mạng nói như vậy đó để thoát cái tội khác nha các bạn. Cho nên bây giờ họ đã dù dập, họ đã biết cái sai của họ, họ dù dập nhưng mà tiền ông Thắng còn có mạnh, nhưng có người đứng sau lưng sẽ mạnh hơn ông Thắng nữa. Tiền ở hồi đó mạnh lắm hả các bạn? Tức là ông ép Diễm My phải khai tất cả hoàn toàn cháo ngược lại để mà ép bên Thiền Em là nhận tội để mà ông Thắng được trả thoát tội đó nha các bạn. Bây giờ mình nghe tiếp nha. Đó, lúc đó là ông Thắng quay Diễm My kia, Diễm My phải khai rằng là bên Thiền Am vu khống, Thiền Am bắt cóc Diễm My. Và cái ngày 24 tháng 10 Diễm My có mặt ở đó, ông Thắng bắt khai như vậy. Thì lúc đó ông Thắng, Diễm My không chịu khai, ông Thắng tức quá tắt cái điện thoại. Và lúc đó ông Thắng chạy xuống dưới để mà gặp những người công an ở dưới và cái người phóng viên, nhà báo gì đó các bạn. Thì lúc đó là ở dưới đó, cho nên ông Thắng đã bỏ quên cái điện thoại đó. Thì Diễm My đã lấy cái điện thoại đó để mà nhắn qua cho bên Tỉnh Thất Bồng Lai, chứ không phải là của bà Mai rồi, không phải là lấy của bà Mai, không phải lúc mà bà Mai ngủ quên đâu. Cho nên bây giờ mình nghe tiếp nha. Trong Tỉnh Thất Bồng Lai và cộng đồng mạng cứu tôi. Đây nè các bạn nghe. Phát án đi tù về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, cướp tài sản và cố ý gây thương tích. Nhưng thời điểm đó tôi ở Vũng Tàu nên tôi không thể nào nói láo được. Ba tôi tức giận tắt điện thoại và hăm dọa tôi đủ điều. Tôi đã lén lấy điện thoại để nhắn tin ra ngoài nhờ mọi người trong Tỉnh Thất Bồng Lai và cộng đồng mạng cứu tôi. Qua ngày hôm sau, công an và báo chí đến nhà tôi rất đông. Đó, tức là sau khi mà Diễm My đăng cái video clip thì có rất nhiều người đến để mà tới nhà ông Thắng, tức là công an rồi nhà báo luôn đến. Lúc đó Diễm My tưởng đó là được cứu, mừng quá, ai nhè đâu là bị ép để mà nói láo tiếp. Bây giờ mình nghe nha. Tôi tưởng mình sắp được giải cứu,
lúc đó không không có nói theo ý cho nên giam luôn các bạn. Sau đó ba tôi ra ngoài, kêu công an và nhà báo bước vào phòng tôi lại lần thứ hai. Khi công an và nhà báo bước vào thì tôi lập tức chỉ mới quay vào tôi. Tôi bị kiên quyết la lên rằng tôi bị công an huyện Đức Hòa bắt cóc, tôi đang bị giam cầm ở đây, xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Ngay lập tức công an và nhà báo chạy xuống tắt máy quay và bỏ ra ngoài. Sau đó không biết ba tôi đã cho nhà báo bao nhiêu tiền mà các nhà báo đã đi về đăng báo và đăng lên nhiều đài truyền hình trên TV rằng tôi không bị công an huyện Đức Hòa bắt cóc, tôi sống vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Tức là cái khúc đó là Diễm My đã đưa cái đoạn clip bên tỉnh Thất Bồng Lai đăng lên rồi, cho nên dư luận rất là xôn xao về chuyện này. Và họ sợ bể ra là cái vụ bắt cóc của Diễm My tại ngày 12 tây tháng 12, cho nên họ đã về đây họ ép Diễm My phải khai rằng là không có bị bắt cóc, để mà chạy tội trong thắng và chạy tội luôn cái vụ mà cưỡng chế Diễm My trên xe cứu thương đó các bạn. Trong cái thời gian đó mà tôi bị phạt, đây bây giờ mình nghe cái này cũng là quan trọng nha. Thì một công an Bình này, đây là anh Châu Tinh Tinh hay nhắc tới ông Bình này lắm. Thì ông Bình này đó, sau có một kỳ mà ở cách ly đó, thì ổng có ở đó, ông Bình đưa đi cách ly đó, thì Châu Tinh Tinh có nói rằng là ông Bình này kêu Châu Tinh Tinh về trong The Club đăng lên những hình ảnh mà ông Lê Tùng Vân loạn luân đó các bạn. Các bạn có nhớ không? Tức là hai người này hay đi nhậu với ông Thắng. Ngoài ra, có một cô... Đây này, cái này mới là quan trọng này các bạn. Có một cô con tên công an tên là ở xã họ cánh tay tên là Mon. Bây giờ mình nghe nha. Họ thường xuyên gọi điện thoại rủ ba tôi đi nhậu. Ngoài ra, có một cô công an, có một cô cán bộ tên là Mon làm ở xã Hòa Khánh Tây cũng thường gọi cho ba mẹ tôi để giúp ba mẹ tôi. Chuyện gì đó có hại cho tỉnh Thất Bồng Lai. Đó, các bạn nghe rồi chứ gì. Có một cái tình tiết này, tình tiết mới này là nhờ anh Hoàng Sơn em mới để ý tới. Thì có một cô công an làm ở xã Hòa Khánh Tây tên là Mon gọi cho ông Thắng bà Mai để mà lên kế hoạch hãm hại Thiền Am. Như vậy thì người Mon này là ai? Đó chính là Dương Thị Mon. Nếu như mà cùng được một người nha các bạn. Người dân Dương Thị Mon này đó là trên báo chí pháp luật đã từng phỏng vấn cô này về cái vụ việc của mẹ của Phúc Tâm đi tìm, tức là bà Dung đó các bạn. Thì mình bây giờ mình coi là cái phần đó, và cái phần này rất là hấp dẫn nha các bạn. Bây giờ mình coi là cái báo pháp luật đăng về cái cô Dương Thị Mon này nha. Và sau đó em sẽ phân tích tiếp cho các bạn hay. Cái này mới là cái tình tiết quan trọng, mà tình tiết mới đây. Đây là tờ báo pháp luật nha các bạn. Cho con ở tỉnh Thất Bồng Lai muốn xin lại phải làm sao? À, bây giờ mình xem nha. Đây, cái này là dựng của bài đã, báo pháp luật đã đăng vào ngày 11 tháng 10 năm 2022 nha các bạn. Thì trong cái phần, bây giờ cái phần này là bà Dung đi tìm phải không? Thì bây giờ mình đọc tới cái phần mà của bà Mon đây. À, quy định thủ tục nhận con nuôi, quy định gì đó thì không biết ha. Bà Dung cùng chúng tôi trao đổi phóng viên Ủy ban Trần Hải. À, bà Cúc có Dung có mặt ở trên thân đơn. Bà giúp con Dung tí tên, nuôi cui, công chức, tư pháp, tuy nhiên. À, để em tìm tới cái phần mà nói với bà Mon đó các bạn. Ủa, đâu rồi? Chắc ở trên đây nãy, chắc nãy xa quá em vượt qua rồi. Để coi bà Cúc rồi, chắc cái này đây, ngày tháng 7/20 chúng tôi đã đi thường trình tỉnh Thất Bồng Lai, tuy nhiên bà Dung trong người có thích Cúc với quy định. À, đâu rồi ta, cái phần mà nói trời quảng cáo nữa rồi các bạn. À, tuy nhiên đến Ủy ban Nhân dân chúng tôi ngày 9/22 bà Dung sân khấu Dương Thị Dung liên tài hai con nuôi. Ok, bây giờ mình trao đổi phóng viên. À, đây là Dương Thị Mon nè các bạn. Đây. Đây là thủ tục nhận con nuôi được quy định nha. Ngày 27 tháng 9 chúng tôi đã tìm đến Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, y hệt như cái người mà Diễm My đã nói là bà Mon ở xã Hòa Khánh Tây luôn nha các bạn. Để tìm hiểu câu chuyện cho con của bà Dung. Tại đây trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Mon, cán bộ tư pháp xã Hòa Khánh Tây cho biết vào năm 2019 bà Dung và bà Cúc có đến Ủy ban Nhân dân để xã để hỏi về thủ tục nhận con nuôi. Thì bây giờ cái then chốt ở đây là cái chỗ này, tức là
cái nếu như cái bà Dương Thị Môn này đó là cùng một người với lại cái người mà Diễm My nói như vậy thì tức là nếu mà cùng một người nha như vậy thì cái bà Môn này đây là để dàn dựng lên cái bà hợp tác với bà Dung, mẹ của Phúc Tâm á, để mà đăng lên báo để mà bôi nhọ Thiện Em là có thật nha các bạn. Như vậy thì tại sao mà mẹ của Phúc Tâm lại tìm lượt tới cho tới cáo Tử Tham là ông Thắng cấu kết với nhau, ông Thắng kết nối với nhau đó, các bạn thấy chưa? Cho nên cái then chốt trong đây chính là bà Mon đã cung cấp thông tin cho bà Dung và coi như là ông Thắng là một người chính giữa. Bà Mon này quen biết ông Thắng để mà lên kế hoạch hãm hại Thiện Am giống như cái lời của Diễm My nói. Như vậy thì bà Mon này đã cũng cấu kết với cái người mà đăng cái bài báo pháp luật cho bà Dung gì đó, bà mẹ của Phúc Tâm đó các bạn. Cho nên các bạn thấy rồi đó. Và cái đặc biệt nữa là cái bà Mon này đây là cũng là người làm cái giấy chứng sinh của bây giờ cho của bé của mấy bé trong Thiện Am nha các bạn, cũng là Dương Thị Môn nha. Thì cái giấy này là cái giấy người lập lên danh sách, cái giấy này danh sách đăng ký khai sinh, thì cái giấy này đây đã được đăng lên trên nhóm của Pankajen vào năm 2019 lúc mình đã đánh loạn luôn á các bạn. Thì bây giờ cho các bạn xem cái tờ giấy này đây. Đây nè các bạn, nhìn cái giấy khai sinh nha. Cái này là cái giấy đăng ký khai sinh nha các bạn. Đó, giấy danh sách đăng ký khai sinh. Và các bạn nhìn ở dưới đây đây. Đây, người lập danh sách tên là Mon, Dương Thị Mon. À, các bạn thấy chưa? Và cái ngày bên đây là cái ngày lập ghi đã đóng cái dấu này đó là Trần Thị Kim Khanh. Và cái ngày mà được lập ra đó là cái ngày 19 tháng 12 năm 2019. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Thấy nó ăn khớp dễ sợ chưa các bạn? Và các bạn biết cái gì không? Cũng cái ngày năm 2019 đó thì là Nguyễn Sinh cũng đã đăng giấy khai sinh lên ngày 12 tháng 10 ngày 12 lâu lộn xin lỗi, ngày 19 tháng 12 năm 2019 luôn nha các bạn. Thì Nguyễn Sinh cũng đăng lên cái đó giấy khai sinh đó đó các bạn. Đây. Thì các bạn coi đây. Cũng là ngày 12 tháng 12 năm 2019 trên kênh của Nguyễn Sinh nha các bạn. Cũng là cái giấy khai sinh này đây. À, cái giấy khai sinh khác nhưng mà cái kia là bên đăng cho nãy ý em nói là cùng ngày luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy đó là ngày 19 đây tháng 12 năm 2019. Cho nên đây là một cái âm mưu nha các bạn. Bạn thấy chưa? Nếu như mà sự thật đúng, cái người mà tên Mon này đúng theo cái lời của Diễm My nói rằng đã hay gọi, thường xuyên gọi cho ông Thắng, bà Mai để mà lên kế hoạch hãm hại Thiện Em. Nếu như mà đúng thực sự là một người như vậy thì cái người mà cung cấp giấy khai sinh này cho Nguyễn Sinh, cho ông Thắng, giấy khai sinh mà của các bé đó cho ông Thắng, đó chính là Dương Thị Mon. Và cũng là một người lên trên báo đã phỏng vấn bà Dương Thị Mon này về mẹ của Phúc Tâm. Như vậy thì họ đã cấu kết với nhau, họ liên kết với nhau, cho nên họ đã có một cái kế hoạch để mà đánh danh dự Thiện Em. Các bạn thấy chưa? Cái liên kết này nhau thấy rõ trong đó rồi. Như vậy thì mẹ của Phúc Tâm này cũng là được dàn dựng lên hay sao? À, có thể là được dàn dựng lên nha các bạn. Cho nên họ đã cấu kết với nhau. Chính vì như vậy thì bây giờ các bạn biết rằng cái then chốt từ đâu mà ra rồi. Tại sao mà có một người nào đó lên kênh của cáo Tử Tham gì đó để mà nó nhận là mẹ Phúc Tâm để mà đòi con? Đó chính là một cái chiêu này đã bày ra. Và cái người dẫn nhất trong đây là ai? Đó chính là bà Mon. Nếu như mà đúng cùng một người tên Mon này là đúng theo một người của bà già mà Diễm My đã từng nói trên các clip hồi nãy, như vậy thì đó là một cái kế hoạch sắp xếp từ lâu. Các bạn thấy rồi, cái then chốt là trong đây là chính là cái người này đã đưa những cái thông tin của bé, các bé đó các bạn. Thì bây giờ mình nghe là cái khúc mà Diễm My nói cái người tên Mon này nha, cho các bạn nghe lại. Đó, các bạn thấy chưa? Có một cô cán bộ làm ở xã Hòa Khánh Tây y hệt như cái người tên Mon này đã báo pháp luật đã đăng. À, các bạn thấy rồi chứ gì? Và cái người này đã cung cấp giấy khai sinh, đã đăng lên lập lành cái giấy danh sách khai sinh của các bé và đã đăng lên cái nhóm của bên Pankajen vào cái thời điểm lúc mà đánh loạn luôn đó các bạn. Cho nên sau khi mà Diễm My
bị mất tích ở đồn công an và đã đưa lên, sau khi lên clip vào ngày 15-16 Tây đó, thì lúc đó ông Thắng đã quảng lên, ông đã gặp những người luật sư để mà coi thử coi những cái chuyện đó có cứu vớt được hay không, giống như cái bà, cái cô hồi nãy đã nói trên cái đoạn đầu tiên em đã nói cho các bạn đó, thì ông đã hoảng hốt quá rồi, cho nên sau khi đó họ đã đưa cho Nguyễn Sinh đăng lên những cái giấy khai sanh để mà đánh lừa dư luận về cái tội loạn luân. Rồi từ đó trở đi, và fan của Thiện Em đã chia rẽ ra quá trời luôn các bạn. Thì từ đó fan Thiện Em mất đi từ từ vì cái chữ loạn luân của Nguyễn Sinh đã đăng lên cái ngày 12 Tây, ngày 19 Tây tháng 12 năm 2019 đó các bạn. Các bạn thấy rồi sao không? Sự thật rất là động trời và khám phá từ từ nha các bạn. Thôi em cũng xin chấm dứt cái video tại đây và xin hẹn các bạn vào ngày mai nhé. Ngày mai em sẽ nói tiếp. Xin chúc các bạn một ngày thật là đồng ấm và vui vẻ bên gia đình của mình. Chúc mọi người ngày thứ 6 cuối tuần ở bên Việt Nam thật là an lành và khỏe mạnh, và những người bên Mỹ ngày thứ 5 thật là đồng ấm, và chúng ta chuẩn bị bước vào thứ 6. Ok, chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé. Em xin hẹn các bạn vào ngày mai. Bye bye.